Nó cho nên vì vậy mà chúng ta đối với xử mọi người, cũng như người nghèo, người khổ, người bệnh tật, tất cả mọi người, dù là họ xấu tốt gì, tất cả đều là do nhân quả của họ. Chúng ta hoàn toàn là không khinh chê người, mà khinh chê thì tức là có ngã của chúng ta, mà có ngã chúng ta thì coi chừng cái kiêu căng ngã ngạo nghễ của chúng ta sẽ theo đó mà ra. Cho nên từng đó chúng ta phải thấy cái nghiệp của chúng ta, cái nhân nào nó sẽ chiêu cảm cái nghiệp ấy mà nó đưa chúng ta đi đến cái khổ sở. Sau khi quý thầy đã nhận thấy nghiệp dẫn đi trong luân hồi, trong cảnh giới khổ vui, hạnh phúc hay bất hạnh, giàu sang tốt xấu đều do nghiệp dẫn đi. Nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động thân khẩu ý của quý thầy tạo ra. Đó, quý thầy thấy cái nghiệp nó do từ đâu mà có? Nó đi từ cái miệng của mình, cái thân của mình, cái ý của mình mà nó ra, mà nó tạo ra những cái mà thầy đã nói ở trên, để tạo chúng ta ở chỗ hạnh phúc an vui, hay hoặc là chỗ đau khổ, hay hoặc là chỗ trường thọ, chỗ yếu tứ. Đó là những điều mà chúng ta đã thấy. Vì vậy mà chúng ta phải phòng hộ, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình rất là cẩn thận, kỹ lưỡng. Cho nên Phật dạy chúng ta gọi là thánh phòng hộ, nghĩa là chúng ta phải phòng hộ nó đúng mực của nó, luôn luôn lúc nào cũng dè dặt cẩn thận giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình, nhất là thân khẩu ý của chúng ta, là ba nơi hành động của thân của chúng ta để tạo thành nghiệp. Ác đem đến cho quý vị khổ đau, do đó quý vị phải học thập thiện và sống đúng thập thiện. Đó, bây giờ người cư sĩ họ phải tu tập cái gì, họ phải học cái gì đây? Họ phải học thập thiện, tức là 10 điều lành. Họ phải sống đúng trong 10 điều lành. Đó, bắt đầu quý vị đã nghe cái nghiệp của quý vị rồi chứ, những cái hành động mà tạo cho quý vị đưa đến quý vị khổ đau thế này thế khác mà kinh Phật đã dạy chúng ta như vậy. Thầy trích ra những cái này, thầy giảng thêm để cho quý vị thấy hiểu rất rõ về cái nghiệp nó từ đâu mà có. Và bây giờ chúng ta đại khái nó rất nhiều, chứ nó không phải có những cái phần này không đâu. Bởi vì nếu mà được thầy giảng về nhân quả luân hồi á, thì nói về nhân quả thì nó có những cái bài, cái hành động của quý vị làm cái gì thì nó sẽ có cái nghiệp đó đến với quý vị, có cái nhân quả của nó đến với quý vị. Thì ở đây thuộc về những cái bài này nói nghiệp, chứ thực ra thì đó là nhân quả đó. Cái nhân quý vị làm cái gì thì cái quả quý vị phải thọ lấy cái đó đó. Như cái nhân của mình ngạo nghễ, kiêu mạn thì mình sẽ sanh được vào trong cái quả của mình là phải sanh vào cái nhà nghèo khổ hạ liệt. Còn cái nhân của mình không kiêu mạn, không có ngạo nghễ, không khi dễ ai hết, thì cái nhân đó mình sẽ sanh được vào ở trong cái nhà quyền quý, cao quý. Thì quý thầy thấy cái từ đó mà chúng ta suy ra, chúng ta thấy rõ ràng là nhân quả. Mà nhân quả thì đó là nó tạo thành cái thói quen, mà thói quen đó gọi là nghiệp. Thì như vậy là chúng ta biết được con đường như vậy, thì chúng ta là những người cư sĩ, chúng ta phải tiến tới học thập thiện, rồi sống đúng thập thiện. Thập thiện tức là 10 cái điều lành, mà 10 cái điều lành này là của người cư sĩ. Mà Đức Phật nói 10 cái điều lành này là để tạo cho chúng ta một cái hướng sanh về quả trời. Thập thiện tức là những cái vị trời đều là những người sống ở trong thập thiện hết, cho nên mới được sanh về cái cõi đó. Cho nên trời là phải sống thập thiện. Vì vậy mà cái người cư sĩ chúng ta còn tại gia, chúng ta chưa phải xuất gia, thì chúng ta phải tu học và tập luyện sống cho đúng thập thiện. Kể đôi quý vị phải tu tứ chánh cần. Nếu mà muốn thực hiện thập thiện cho đạt được thì cái pháp tứ chánh cần quý vị phải tu tập. Quý vị phải thấy được cái đường lối của đạo Phật. Nếu mà quý vị học hiểu được thập thiện mà quý vị không tu tứ chánh cần thì quý vị chẳng hề mà thực hiện được thập thiện, tức là quý vị không sống được thập thiện. Và quý vị phải giữ gìn ngũ giới. Lúc bây giờ quý vị phải được người ta trao cho quý vị những cái giới để cho quý vị nghiêm chỉnh, thì cái hạnh phúc của gia đình của quý vị sẽ mãi mãi suốt đời không còn khổ đau, không còn phiền não nữa. Chấm dứt, nghĩa là vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, không bao giờ mà có một cái sự cãi rầy rà ở trong gia đình. Con cái rất là hiếu thảo. Ở đến đây thì quý vị thấy rất rõ, khi mà quý vị học thập thiện và sống được thập thiện thì quý vị phải tu tập tứ chánh cần. Mà phải tu tập tứ chánh cần thì trong tứ chánh cần quý vị thấy rằng cái giai đoạn mà ở đây Phật dạy đó, cái giai đoạn mà trong tứ chánh cần thì Đức Phật dạy dứt bỏ những gì phải dứt bỏ. Thì cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn rất cần thiết cho cái người cư sĩ, nghĩa là mình cần phải dứt bỏ thôi. Thì tứ chánh cần như thế nào? Thầy giảng sơ, sau này thầy sẽ giảng thập thiện nè, thầy sẽ giảng tứ chánh cần để cho biết cách thức tu. Bởi vì đây là một cái giai đoạn thứ nhất của người cư sĩ phải tu, mà nếu mà không biết pháp tu làm sao tu cho được.
Cho nên muốn tu mà tứ chánh cần á, thì trong cái bài kinh Phật dạy á, nó rất đơn giản, nhưng mà giải ra thì nó không phải là đơn giản đâu. Nó không đơn giản như quý vị hiểu đâu. Nghĩa là tứ chánh cần Phật nói các pháp ác á, thì chưa sanh á, thì chúng ta không cho sanh. Mà đã sanh á, thì cần phải đoạn dứt, từ bỏ liền, không có cho nó tăng trưởng. Các pháp thiện á, chưa sanh á, thì chúng ta cho nó sanh, khởi lên cho nó sanh. Mà nó đã sanh á, thì chúng ta tăng trưởng. Đó là gọi là tứ chánh cần. Đơn giản thì chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà sau này thì thầy sẽ giảng cho cách thức chúng ta tu tập tứ chánh cần. Bởi vì nói về thiền định á, thì tứ chánh cần á, nó gọi cái tên của nó là định tứ cụ, là cái dụng cụ để tu thiền định sau này. Cho nên ngay từ cái người cư sĩ á, mà chúng ta tu tập tứ chánh cần này là chúng ta chuẩn bị cho con đường tu thiền định của mình sau này, chứ không phải gì khác hết. Mà chính tu tứ chánh cần này nó sẽ giúp cho chúng ta sống một đời sống thập thiện, sống đời sống 10 cái điều lành. Mà đời sống 10 điều lành này làm cho gia đình của quý vị, làm cho cuộc sống của quý vị, bà con chòm xóm của quý vị, làng xã của quý vị, xã hội của quý vị rất là an vui và hạnh phúc, được học và hiểu Phật pháp. Đến đây, sau những ngày áp dụng những bài học này vào đời sống của quý vị, quý vị sẽ thấy được một kết quả an vui, hạnh phúc, chân thật của đời sống con người. Bây giờ quý vị đến sinh, nghĩa là lúc bây giờ đó, khi mà mình áp dụng được những cái điều này rồi, thì mình mới đến sinh thọ tam quy ngũ giới, được một vị thầy đại diện cho ba ngôi tam bảo truyền tam quy ngũ giới cho mình. Còn nếu mình chưa được, thì mình vô mình xin thọ tam quy ngũ giới, coi chừng mà mình phạm những cái lỗi rất lớn. Bởi vậy khi mà chuẩn bị cho một người cư sĩ thì nó phải đâu ra đó hẳn hoài rồi mới thọ tam quy ngũ giới. Nhưng mà hiện bây giờ thầy thấy cái người cư sĩ muốn đến xin thọ tam quy ngũ giới thì họ nghiên cứu kinh sách một cách rất là bừa bãi, hiểu rồi ham thích Phật pháp rồi vô xin thọ tam quy ngũ giới, chứ chưa có thông hiểu cách thức mà tu tập như thế nào hết. Cho nên mình chưa có giữ gìn được những cái hạnh, cái đức của mình cho nghiêm chỉnh như người đệ tử. Mình vô rồi bắt đầu từ đó mình mới tu tập sao, nhiều khi mình tu tập cũng không có thành ra được cái vấn đề gì nữa hết. Nghĩa là thọ tam quy là có tam quy vậy, chứ còn thiệt ra chưa có hẳn là mình sống đúng như Phật pháp tăng được. Mình thọ tam quy tức là mình nương theo ba ngôi tam bảo, thế mà mình không có theo ba ngôi tam bảo mình sống, ông Phật sống như thế nào, mình có sống được chưa? Chưa. Vậy mình thọ tam quy là thọ làm sao? Còn ngũ giới thì có người thì khi mà thọ ngũ giới nó con bị ghiền rượu, thôi con xin để cái này con tập tu từng lần, chứ bây giờ con không dám hứa rằng con sẽ giữ gìn cái giới cái giới uống rượu này được. Thầy thấy có nhiều người họ khi mà hỏi họ coi cái giới thứ năm này có giữ được hay không, họ nói cái giới này con giữ chưa được vì con còn ghiền rượu, để chừng nào con bỏ rồi con mới giữ được, thôi bây giờ cái giới này để con từ từ sau rồi con giữ. Mà bây giờ năm cái giới như vậy đó mà mình không chuẩn bị cho mình, mà mình đến đó mình còn hứa hẹn để cho mình tu từ từ, thì chắc chắn là cái người này không bao giờ từ từ được. Và đồng thời họ cũng xem thường tam quy ngũ giới của Phật là một cái điều lành, là một cái pháp môn để đem lại cái đời sống cho cái người cư sĩ hạnh phúc và an vui trong cái gia đình của họ. Những gì của Phật pháp đều là đem lại cái sự giải thoát, đem lại cái sự an vui. Mà chúng ta đi đến với Phật pháp thọ tam quy ngũ giới rồi, thầy thấy gia đình mà gọi là Phật tử thọ tam quy ngũ giới rồi, thầy thấy lộn xộn chứ chưa hẳn đã là có cái trật tự, có cái hạnh phúc trong đó. Cha vẫn rầy mắng con, không có tìm hiểu con mình như thế nào hết. Con thì cãi lẫy rồi cha mẹ, muốn đi chơi là đi, muốn ngang dọc như thế nào cũng không có cần thiết cha mẹ. Vợ con cái thì ở nhà, có những cái gì thì rầy rà, giận hờn, canh chẳng ngon mà cơm chẳng lành, nó đủ thứ ở trong gia đình. Thế mà người nào cũng đến quy y tam bảo ngũ giới, người nào cũng có pháp danh này pháp danh kia dẫy đầy. Thế mà cuối cùng thì cái giải thoát đem lại cái đời sống cho họ khi họ là cái người mà đã thọ tam quy ngũ giới. Cho nên thầy thấy thiệt là quá đau khổ cho những người đệ tử của Phật trong một cái giai đoạn này. Nếu mà được học cái giáo án này mà chấp nhận cho một cái người cư sĩ mà vào đạo, chúng ta phải trang bị cho họ những cái pháp môn tu hành nào, những cái gì chúng ta phải dạy cho họ trước. Sau khi họ đã thấm nhuần được, chúng ta thấy bây giờ mới làm cái lễ cho họ thọ tam quy ngũ giới, thì chừng đó cái người cư sĩ mà đệ tử của Phật có phải là cái người đã đem lại cái hạnh phúc cho gia đình họ, đem lại cái sự không đau khổ cho mọi người trong gia đình họ. Còn bây giờ chúng ta không có trang bị cho họ những cái gì hết theo cái giáo án này, mà nếu mà trang bị cho họ đầy đủ thì khi họ tam quy ngũ giới xong rồi thì họ làm người
cư sĩ đệ tử của Phật xứng đáng chưa? Rất xứng đáng. Họ đem lại hạnh phúc gia đình của họ, họ đem lại sự an vui cho chòm xóm của họ. Không bao giờ họ còn say sưa chửi mắng chòm xóm, không bao giờ mà họ còn giận dữ một con chó con gà của chòm xóm qua nhà họ mà họ làm thế này thế khác. Đó là những cái chúng ta phải trang bị, những cái pháp môn, những cái sự thông hiểu, những cái hiểu biết để cho cái người cư sĩ họ sắp sửa là đệ tử của Phật, khi mà họ tam quy ngũ giới là họ là người cư sĩ đệ tử của Phật rồi. Đạo Phật không chấp nhận những người cư sĩ chuyên tâm. Đây quý vị phải hiểu, khi mà mình thọ tam quy ngũ giới rồi mà mình còn những cái điều này thì Đức Phật làm sao mà chấp nhận mình là đệ tử của Phật được? Một, làm khổ người, hở ra một cái chuyện gì mình mạ nhục, mình đánh đập người ta, mình coi đầy tớ của mình không phải là con người nữa, lúc mình tức giận. Thì cho nên đó là cách thức mình làm khổ người. Hai, làm khổ mình, mỗi mỗi chút nào cũng rầu lo, cũng tức giận ở trong người của mình, thì như vậy mình có phải xứng đáng là người đệ tử của Phật không? Người đệ tử của Phật không bao giờ tức giận, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy là cái sự phiền não tức giận của mình, tức là mình tự làm khổ lấy mình rồi. Mình hãy xả bỏ cái đó đi, thì cái người mình đã trang bị cho cái người cư sĩ họ sắp sửa là trở thành người đệ tử của Phật chính thức, thì họ không bao giờ họ làm khổ họ, mà họ không bao giờ làm khổ người. Thì như vậy chúng ta thấy một cái người thầy mà đại diện cho Phật Pháp là một vị tăng, là khi một cái người cư sĩ họ trở thành một người đệ tử của Phật là mình phải trang bị cho họ đầy đủ những cái pháp môn, những cái điều kiện để đến khi mà họ trở thành một cái người đệ tử của Phật thì họ thấy rõ ràng là đi vào đạo Phật có một sự giải thoát thật sự, có một đời sống rất là an vui hạnh phúc, chứ không phải là như những cái gia đình mà chưa đến đạo Phật. Còn bây giờ chúng ta thấy bao nhiêu mà Phật tử đến với đạo Phật không? Là đệ tử cư sĩ của Phật cúng dường thì có, nhưng mà cái hạnh phúc của họ có không? Họ cúng mãi bao nhiêu chùa tháp xây dựng lên vĩ đại mà cuối cùng cái gia đình họ thầy thấy hoàn toàn là tan nát, rầy rà chửi mắng đủ điều hết, chứ chưa hẳn là hạnh phúc ở trong đó. Và làm khổ người, làm khổ mình, nghĩa là làm cho người ta khổ, làm cho mình khổ. Thí dụ bây giờ đứa con mình sai thì mình không nên tức giận la rầy chửi mắng đánh đập đứa con, mà phải nên ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên bảo với những lời nói nghiêm trang cộng với gương mặt nghiêm nghị. Mỗi lời nói của mình phải vạch ra cho nó thấy những hậu quả tai hại sẽ làm khổ bản thân chính nó, mà còn chính những điều này sẽ liên lụy làm khổ cha mẹ và anh em trong gia đình. Bắt đầu từ đây con phải chừa bỏ, vì đó là một điều tai hại làm buồn khổ cho cả gia đình. Tuy bây giờ chưa có gì xảy ra, nhưng những hành động của con vui chơi với bạn bè vô ý thức, hậu quả sẽ xảy ra to lớn khổ đau cho gia đình chúng ta. Con hãy suy nghĩ kỹ lại đi, đừng bê tha với những người bạn bè hư thân, rượu chè bài bạc, đua xe gắn máy cùng những gái buôn hương bán phấn, mất nết hư thân. Hãy tìm bạn tốt mà chơi con ạ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con hãy nhớ lấy những câu tục ngữ này, còn nhỏ phải siêng năng học tập, sau này lớn lên mới trở thành người hữu dụng cho bản thân con và xã hội. Cha mẹ sẽ mất đi, không thể sống mãi nuôi con phải tự nuôi lấy, nuôi sống lấy, phải bảo bọc gia đình của con chính bàn tay và khối óc của con. Những lời dạy này đã không làm khổ người, mà còn có những lời khuyên răn dạy bảo con đúng cách làm cha mẹ. Bởi vậy không chấp nhận làm khổ người. Đức Phật không chấp nhận những người cư sĩ chuyên tâm. Một, làm khổ người. Hai, làm khổ mình. Ba, làm khổ người, làm khổ mình. Và chấp nhận những cư sĩ không làm khổ mình, không làm khổ người. Những người cư sĩ này mới chính là đệ tử của Đức Phật, còn những hàng cư sĩ kia chưa phải là những người cư sĩ chân chánh. Những hàng cư sĩ chân chánh của đạo Phật cần phải được hằng ngày trau dồi tứ vô lượng tâm. Một, tâm từ được trau dồi sẽ diệt sân hận.
Hai, tâm bi được trao dồi sẽ diệt tánh hung bạo. Ba, tâm hỷ được trao dồi sẽ diệt lòng ganh tị. Bốn, tâm xả được trao dồi sẽ diệt hận thù. Tứ vô lượng tâm này là cái người cư sĩ sau khi tu tập thập thiện, làm 10 cái điều lành, thì bước qua một cái giai đoạn thứ hai của nó thì trao dồi tứ vô lượng tâm. Vì tứ vô lượng tâm tu tập nó là trao dồi cái tâm của mình, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để đấu trị với tâm sân, tánh hung bạo, lòng ganh tị, lòng hận thù. Đó là những điều mà người cư sĩ cần phải trao dồi tu tập nó. Người cư sĩ theo đạo Phật phải ước nguyện trọn đời sống một thân hành thanh tịnh. Nghĩa là người cư sĩ mà đã quyết tâm theo đạo Phật tu hành á, thì thứ nhất á, mình phải làm sao cho thân của mình phải được thanh tịnh. Mình phải hiểu như thế nào gọi là thân thanh tịnh. Thứ hai, mình phải hiểu. Thứ hai, khẩu hành thanh tịnh, tức là mình phải hiểu làm sao cho lời nói, cho miệng của mình luôn luôn trong sạch thanh tịnh. Và thứ ba thì ý hành thanh tịnh, nghĩa là làm sao cho tư tưởng suy tư của mình đều được thanh tịnh. Bốn là sinh sống thanh tịnh, tức là cách thức làm ra tiền, ra của, ra vật dụng bằng cách trong sạch, không có gian ác ở trong đó, không có xảo quyệt trong đó. Đó là bốn cái cách mà cái người cư sĩ phải nguyện trọn đời của mình phải thực hiện bốn cái cách này thì mới làm cho thân tâm của mình được thanh tịnh và đời sống mới được giải thoát an vui. Nếu người cư sĩ sống được như vậy, từ đó mới chứng được tri kiến bồ đề. Nghĩa là cái người cư sĩ mà sống được bốn cái sự thanh tịnh này thì cũng từ trong bốn cái sự thanh tịnh này thì cái người cư sĩ đó sẽ có phát triển những cái tri kiến giải thoát chính của họ. Người cư sĩ đến đây còn phải tiếp tục tu tập tứ chánh cần để dứt bỏ toàn bộ những điều ác, lìa xa những điều ác, từ giả từ khước những điều ác. Nhờ tứ chánh cần mà người cư sĩ xa lìa tất cả những điều ác trong tâm cũng như trong việc làm của mình. Kế đến phải tu tập thiền định. Thiền định của người tu sĩ như thế nào? Người tu sĩ phải tu chánh niệm tỉnh giác định. Người tu sĩ phải tu một loại định nào nữa? Phải tu vô lậu định. Đó là hai cái định mà trong đời sống hàng ngày của người tu sĩ cần phải siêng năng, chuyên cần, nhiệt tâm tu tập hai loại định này để đem lại một đời sống an vui và hạnh phúc rất là hòa thuận trong gia đình cũng như mọi người xung quanh trong xã hội. Đến đây thầy sẽ dạy tiếp, vì trong cái giáo án này người cư sĩ bắt đầu phải tu tập học hiểu 10 cái điều lành mà trong kinh Phật dạy là thập thiện. Để tóm lại bài giảng kỳ rồi, để cho quý thầy thông hiểu nghiệp. Đối với đạo Phật được xem nghiệp là đấng tạo hóa sanh ra loài người và chúng sanh, nên nó thường sai khiến con người. Vì thế con người là kẻ được thừa tự của nghiệp. Đời đời kiếp kiếp của con người tiếp nối nhau trong sáu nẻo luân hồi, đau khổ đều chính do nghiệp mà ra. Biết vậy, chúng ta cần phải chấm dứt nghiệp. Chấm dứt nghiệp là chấm dứt tái sanh luân hồi,
sanh tử và đau khổ. Muốn chấm dứt nghiệp thì chúng ta phải xem xét nghiệp đang hành sự ở chỗ nào. Trên thân chúng ta có ba nơi mà nghiệp đang hành sự. Ba trụ sở đó là đâu? Là thân, miệng, ý của chúng ta. Hằng ngày đêm nghiệp thường đến ba nơi này làm việc liên tục. Nó làm việc gì ở đây? Nó đến ba nơi này để chỉ đạo, điều khiển con người và tất cả chúng sanh làm điều thiện hoặc điều ác. Vậy điều thiện như thế nào và điều ác như thế nào? Muốn biết được điều thiện, điều ác, chúng ta cần phải tư duy, suy nghĩ. Con người sinh ra đời mang theo thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nếu thân, khẩu, ý nghiệp thiện, con người được hạnh phúc, ấm no, an vui, yên ổn. Bằng ngược lại, thân, miệng, ý nghiệp ác thì phải thọ lấy bệnh tật, tai nạn, nghèo đói, phiền não, đau khổ, giận hờn, thương ghét, sầu muộn, sợ hãi, vân vân. Như thầy đã giảng trạch ở trên, nghiệp phân chia loài người và chúng sanh có tốt xấu, sang hèn, quyền thế, vua chúa, dân giả, quan quân, sĩ tốt, người nghèo, người giàu, người thông minh, người u tối, vân vân. Ước vọng của con người khi sinh ra đời đều mong được mạnh khỏe, sống lâu, an vui, hạnh phúc, ít bệnh, ít tật, nhiều may mắn. Nhưng mấy ai trên đời này được toại nguyện? Sự thật, đời người từ khi sinh ra cho đến ngày đi về lòng đất chỉ một chuỗi dài thời gian chịu biết bao nhiêu thảm trạng của đời người là vậy. Nhưng mấy ai đã biết? Nếu không có Đức Phật mở lối khai đường dẫn dắt chúng sanh thì biết chừng nào ra khỏi sáu nẻo luân hồi đau khổ này. Vì chính vô minh mê mờ không hiểu, con người đã lầm chấp mọi vật trên thế gian này là thường còn, thường hằng, cho thân tâm này là cái ngã của mình, nên cố gắng bảo vệ, nuôi dưỡng và phục vụ nó một cách điên khùng, tạo nhiều điều ác độc. Thậm chí có người còn mơ mộng đi tìm thuốc trường sanh hoặc tu hành luyện đơn để được trường thọ sống lâu muôn đời. Nhưng xét cho cùng, có mấy ai đã làm được? Chỉ vì vạn pháp trên thế gian này đều vô thường, nay còn, mai mất, tan hợp như mây giữa trời. Vì vô minh không hiểu lý duyên hợp của vạn pháp nên không thấy nghiệp lực diễn biến trên lộ trình nhân quả kiếp này đến kiếp khác liên tục không bao giờ dứt. Thân tâm này vừa tan hoại kế nối thân tâm khác, như cây đuốc này vừa tắt nối tiếp cây đuốc khác, cứ mãi tiếp nối như vậy suốt thời gian vô tận mà không có một lộ trình nào thoát ra khỏi.
mỗi kiếp người sinh ra phải chịu biết bao quả báo đau khổ do chính hành động thân miệng ý của mình, nhưng nào ai có biết, cứ mãi chạy theo danh lợi và vật chất thế gian, càng lúc càng tạo thêm nhiều điều ác độc tội lỗi. Người cư sĩ muốn chấm dứt hoàn cảnh khổ đau đời sống của mình, vượt thoát cảnh tù tội ở thế gian, những tai nạn hiểm nghèo, bệnh tật nan y, những xung đột, lòng tỷ hiềm ganh ghét, tánh ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi và tâm dối trá xảo quyệt, vân vân, thì trước tiên phải thông hiểu thập thiện, tức là 10 điều lành Phật đã dạy. Rồi sau lần lượt phải trao dồi thân tâm trong 10 điều lành này để dứt trừ 10 điều ác. Thập thiện là con đường đưa con người đi đến nơi hạnh phúc chân thật, giúp con người thoát ra khỏi tâm niệm thường tình thế gian. Thập thiện rèn luyện con người đạo đức nhân quả, trở thành người tốt trong xã hội hiện nay và mai sau, giúp tâm tánh con người không còn ác độc, xảo trá, gian dối, lừa bịp, khiến con người trở thành điềm đạm, khiêm tốn, giản dị, hiền lành, có đầy đủ nhân cách làm người và còn đủ sức nhẫn nại vượt qua bao cam go thử thách của cuộc đời. Thập thiện chuyển cảnh khổ đau đói rét bất toại nguyện trở thành cảnh an vui yên ấm hạnh phúc, và tạo cảnh thuận duyên mãi mãi cho cuộc sống con người. Thập thiện xây dựng cho chúng ta một cuộc sống đạo đức chân thật, luôn luôn mọi cá nhân làm gương tốt cho người khác. Thập thiện biến kẻ hung ác, sát nhân, trộm cướp, hãm hiếp trở thành những người lương thiện, tâm hồn trong sạch, không còn lo sợ tù tội thế gian và ba đường ác. Thập thiện cải biến nghiệp ác thân miệng ý trở thành nghiệp thiện thanh tịnh, không phạm phải lỗi lầm lỗi ác. Người cư sĩ không tu thập thiện, ba nghiệp thân miệng ý tạo đầy đủ 10 điều ác, đó là tạo nhân quả khổ đau cho kiếp sống hiện nay và đưa đến ngày mai. Địa ngục là con đường đau khổ nhất trong 6 nẻo luân hồi, đâu phải đợi ngày mai mới chết xa địa ngục, mà chính ngay trong cuộc sống hiện tại, nếu ai đã làm đủ 10 điều ác, chắc chắn phải chịu thọ một đời sống hoàn toàn đau khổ như trong địa ngục vậy. Quý thầy cứ xem, có một kẻ nào ưa làm điều ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác, tham lam, sân hận và si mê, có lúc nào người này được an vui đâu, dù họ ở địa vị nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn của họ vẫn đen tối và đau khổ bất tận. Phật dạy chúng ta tu thập thiện cốt là tạo đầy đủ phước báo để chuyển hóa cuộc sống của chúng ta hiện nay được an vui hạnh phúc, và đời sau còn được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cuộc sống dù bất cứ sanh nơi đâu. Thập thiện có lợi ích, có thành quả lớn như vậy, ai là người đã đủ duyên được nghe, đọc, thấy, hiểu biết
và được tu tập, đó là một phước báo lớn của kiếp người, kiếp làm con người. Vậy hôm nay chúng ta đã được biết thập thiện, đừng để luống qua một cuộc đời đen tối và đau khổ. Được kho báu đạo đức làm người tốt mà không biết dùng kho báu, đành để một đời nghèo khổ đạo đức, lang thang trong sáu nẻo luân hồi, khổ đau bất tận. Như trên thầy đã dạy, người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, tâm bệnh, tai nạn này hoặc tai nạn khác, và cầu mong gia đình được an vui đầm thắm, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, sống trong tình nghĩa thương yêu mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc, thì hãy tu tập thập thiện. Thập thiện là 10 điều lành do thân, miệng và ý hành động. 1. Thân có 3 nghiệp thiện, ngược lại là 3 nghiệp ác. 1. Không giết hại chúng sanh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 2. Khẩu có 4 nghiệp thiện, bằng ngược lại là 4 nghiệp ác. 1. Không nói dối. 2. Không nói thiêu dệt. 3. Không nói hai chiều. 4. Không nói lời hung ác. 3. Ý có 3 nghiệp thiện, ngược lại là 3 nghiệp ác. 1. Không tham lam. 2. Không sân hận. 3. Không si mê. Bây giờ chúng ta trở lại giải thích từng phần của thập thiện. Phần của thập thiện. Phần của thập thiện.